Quảng Đức Tự, ngôi chùa thiêng, Phật hiện anh linh nơi xứ lạ. Vững đạo tâm, tu chánh pháp, đạo vàng giải thoát cõi tâm linh. Cách phi trường quốc tế Melbourne 15 phút lái xe, lấy Western Ring Road và exit vào Hume Highway. Sau đó quẹo trái từ đường Sydney Road đi vào con đường Lynch thân thương. Khách hành hương sẽ nhìn thấy một quần thể kiến trúc nổi bật trong vùng cư dân này. Đó là Bảo Tháp Tứ Ân và Cổ Lầu của Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức, tọa lạc tại số 105 Lynch Road, vùng Fawkner. Đây là ngôi tu viện Phật giáo duy nhất trong thành phố Portland, thuộc vùng Tây Bắc của tiểu bang Victoria. Ngôi tu viện do Thượng tọa Thích Tâm Phương khai sơn từ năm 1990 trên xứ sở Nam Bán Cầu này. Thượng tọa Thích Tâm Phương sinh trưởng tại làng Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, trong một gia đình thâm tín Phật Pháp. Thầy có hai người em ruột cũng xuất gia tu học, đó là sư cô Thích Nữ Tâm Vân, hiện trụ trì chùa Thiên Long, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, hiện là phó trụ trì tu viện Quảng Đức. Thượng tọa Tâm Phương đã phát tâm xuất gia tu học với Hòa Thượng Thích Như Ý tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang. Thầy đã phát tâm nhập thất tu tịnh và lễ bộ vạn Phật dòng giã suốt một năm tại chùa Linh Sơn, Suối Dầu, Nha Trang, trước khi lên đường vượt biển tìm tự do vào năm 1986. Năm ấy, thầy rời chùa Pháp Vân ra định Sài Gòn để vào tham dự khóa an cư kiết hạ cùng 10 vị tôn đức tại chùa Liên Hoa, Hố Nai, Long Thành, như Hòa Thượng Đức Trạch, Thượng tọa Trí Lực, Đại Đức Tâm Thiện, Sư Cô Hạnh Thân. Nhưng tình hình hộ khẩu tạm trú ngày càng khó khăn, nên mỗi người, mỗi ngã phải tìm đường vượt biển, tìm tự do. Nhờ sự phát tâm và lo lắng của quý Phật tử thân hữu như gia đình Thiếu tá Nguyễn Đình Lãng, hiện định cư ở Seattle, Hoa Kỳ, gia đình cô Diệu Báu, hiện định cư ở Santa Ana, California, và gia đình đệ tử Diệu Yên, hiện đang định cư ở Sydney, Úc Châu, mà thầy Tâm Phương đã yên tâm lên đường vượt biển. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển Đông, chiếc tàu của thầy đã được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu vớt và đưa đến đảo Kuala Lumpur, Malaysia. Thầy đã ở đây một năm, sau đó được định cư tại Úc vào đầu năm 1987, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc bảo lãnh, và Giáo hội đã cử thầy về trụ trì chùa Quang Minh ở vùng Sunshine, Melbourne. Sau 3 năm trụ trì và làm việc cho Giáo hội, vì bệnh duyên nên thầy đã xin rời chùa Quang Minh và ra lập ngôi tu viện Quảng Đức tại vùng Broadmeadows vào mùa an cư năm 1990 tại số 30 Bamber Street, vùng Broadmeadows, Melbourne. Tu viện Quảng Đức được đặt tên của một vị Bồ Tát Việt Nam, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Người đã vì sự sống còn và tiền đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà thiêu thân cúng dường để đòi hỏi quyền bình đẳng tôn giáo vào thời Pháp nạn năm 1963. Ngôi tu viện Quảng Đức cách đây 20 năm được thành lập